Cán bộ công chức cấp xã là người dân tộc thiểu số có vai trò rất quan trọng trong hệ thống chính trị ở vùng dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, những năm gần đây, tỷ lệ cán bộ công chức cấp xã là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đang có chiều hướng giảm dần. Đây là điều đáng báo động trong việc xây dựng cán bộ công chức đảm bảo về số lượng, chuẩn về chất lượng và quá trình tạo nguồn, quy hoạch cán bộ. Trước đây, xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa có 4 công chức là người dân tộc thiểu số. Nay, một số chuyển công tác, một số không đủ điều kiện tinh giản biên chế nên buộc thôi việc, chỉ còn một công chức làm việc bộ phận văn phòng thống kê. Thiếu công chức là người đồng bào, việc triển khai, truyền đạt các chủ trương, chính sách hay công việc tại địa bàn về các thôn bản bị ảnh hưởng không nhỏ. Việc không được bổ sung nguồn cán bộ công chức hàng năm do nhiều nguyên nhân. Do cái sự quan tâm cũng như tạo điều kiện đối với người đồng bào là rất là hạn chế. Đặc biệt là hiện nay thì nhiều con em của đồng bào ở tại địa phương là đã tốt nghiệp ở các trường đại học. Nhưng mà vẫn không xem xét để bố trí làm việc tại địa phương mà chỉ yếu sử dụng người ngoài. Theo thống kê của Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh, tỷ lệ cán bộ công chức cấp xã là người dân tộc thiểu số năm 2018 là 16,9%, hiện nay chỉ còn 16,2%, giảm 0,7%. Riêng tại Hướng Hóa, toàn huyện có 185 cán bộ công chức là người dân tộc thiểu số ở cấp xã. Tỷ lệ cán bộ công chức người dân tộc thiểu số đang có xu hướng giảm dần từ 52% năm 2016 xuống còn 42,9% năm 2022. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình tạo nguồn và quy hoạch cán bộ. Trong khi đó, theo quyết định 402 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới, xã có tỷ lệ người dân tộc thiểu số trên 70% tổng dân số của xã, thì tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã, người dân tộc thiểu số phải đạt tối thiểu là 50% tổng số cán bộ, công chức cấp xã. Cấp ủy chính quyền địa phương phải là có cái sự quan tâm đúng mức đối với cái đội ngũ cán bộ công chức, kể cả trong công tác tuyển dụng, kể cả trong công tác đào tạo bồi dưỡng đối với cán bộ người đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác đào tạo và bồi dưỡng hàng năm của các cấp, các ngành cũng như của chính quyền các cấp thì cần phải xuất phát từ cái nhu cầu thực tiễn của người học. Cấp ủy chính quyền địa phương cũng cần phải có cái sự quan tâm đặc biệt hơn đối với là tuyển dụng con em người đồng bào dân tộc thiểu số sau khi tốt nghiệp ra trường đạt loại khá theo đúng cái tinh thần nghị quyết 09 để về công tác tại các xã thị trấn. Cán bộ công chức cấp xã là người trực tiếp góp phần tổ chức truyền đạt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào cuộc sống của đồng bào. Vì vậy, để xây dựng chính quyền cấp cơ sở vững mạnh, hoạt động có hiệu quả, cần quan tâm thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã là người dân tộc thiểu số, đủ về số lượng, cao về chất lượng, năng động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.